Ê, vô cởi giùm cái quần ơi. Đi, tôi tăng cân rồi. Chọc quá. Cậu nợ tôi lần này nha. What's this? The preconditions before settling the issue. I think we showed good faith by sending Senior Lieutenant Mark back. Are there more conditions? It's not enough. Before resolving all the issues on the documents, there will be no loose conversations. I believe that these terms have no relation to what we last discussed at the previous conference in Demon. It seems you're not interested in this conversation. So this trip seems to waste my time. Your government should reconsider and tell us about the results. Next time. I think there is no next time. Wait. There is something you need to take a look before leaving. I saw that you made a lot of money by betraying your country. How many zeros is that? What do you think you are doing? We have been ordered to check you and Mark back to Yiman. You're still alive? Please, repair both duck noodle soup. It's the password. I'm glad I did you that one. These are all my last words. Now's the time for me to finish my final mission. Eliminate the traitor, Mr. Deputy Minister of Simon. For the other fact! Mật khẩu đã được giải. Đó là duck noodle soup. Cái gì? Định vị tọa độ GPS của từng người tìm qua chúng. The shooting level of enemy soldier is pretty well. Thank you, God. I didn't get shot in fatal area. If I do, I have to find you again.
I will talk tomorrow in your dead body. If you try anything, stop me. Give me 2 minutes. I want to eat my fancy girl. I'll come inside for this night, even if I die. Tied to you, I can return to my country, to die like soldier. Thank you. Báo cáo, Thứ trưởng nước Dimen đã bị áp giải về nước. Tốt. Dạ, mình giao toàn bộ tài liệu quan trọng như vậy cho bên Dimen, có sao không ạ? Không sao đâu, tôi đâu có gửi cho một người. Tôi gửi cho toàn bộ quan chức cấp cao ở bên đó mà. Còn việc họ xử lý như thế nào, thì còn tùy vào thái độ của những lãnh đạo ở bên đó nữa. Nhưng mà chúng ta dùng mối quan hệ chính trị giao bản gốc văn kiện quan trọng như vậy, có sao không ạ? Chính trị thì phải lấy luân lý làm nền tảng. Người làm việc xấu phải bị trừng phạt. Làm việc chính đáng, đề cao cái thiện, chống lại cái ác. À, họp báo tổ chức vào lúc mấy giờ? Dạ, họp báo được diễn ra lúc 6 giờ ạ. À. Vậy thì tôi phải đi thay cái cà vạt mới đây. Còn 12 mét. À, cái quần của cậu chật quá. Tay tôi mới bó buộc, không có cởi nè. Cởi hộ đi, cởi hộ đi. Sao không biết sắp xếp gì vậy? Ui, còn 2 mét. Đội trưởng vừa mới ngủ xong. Vậy á hả? Từ nãy giờ hai anh có đi ra ngoài không vậy? Không, nãy giờ anh ngồi đây trong đội trưởng ngủ thôi. À, chưa đi đâu hết. Cảm ơn anh nha. Em ra ngoài có tí việc, chúc em quay lại. Nói dối bao che cho đồng đội vậy. Việc. Hey, vô cởi giùm cái quần ơi. Đi. Tôi tăng cân rồi. Chọc quá. Cậu nợ tôi lần này nha. Đội trưởng.
trưởng vừa mới ngủ rồi. Bỏ tay xuống. Tự nhiên buồn ngủ quá. Em tới đây làm gì vậy? Bác sĩ Phương, chị khỏe không? Lâu quá không gặp. Ngày dài như phim truyền hình vậy đó, mệt lắm. Mà em tới thăm anh Kiên hả? Ừ. Ảnh sao rồi? Chết chưa? Còn sống, nhưng mà sắp bị chị giết chết rồi đó. À, có anh Huy nữa đó, em lên đi. Em thấy xe ảnh là mới không lên đó. Sao vậy? Là cãi lộn đó à? Tụi em chia tay rồi. Chia tay? Hồi nào? Thì cũng phải. Chị nói cái gì đó? Thì ý chị nói là chị hiểu cảm giác người trong cuộc đó. Phòng 304 đó, em lên đi. Chị đi trước nha. Nè, anh Huy có bị thương không? Em vừa mới nói với chị là hai người chia tay rồi đó. Là bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân thôi mà. Em lên thăm anh Kiên đây. Bây giờ cậu tính sao? Có cách nào không? Tôi tưởng cậu thông minh lắm. Thực ra trong trường hợp này ấy, chỉ có duy nhất một cách thôi. Đấy là cậu đền bù cho bệnh viện đi. Bồi thường ấy. Thì lúc đấy cậu sẽ cảm động mà quên đi cái vụ vừa rồi. Cũng có lý. Hay là tụi mình chia đôi đi. Cái gì? Tôi chỉ quân sư cho cậu thôi, liên quan gì mà bắt tôi chia đôi? Cậu sống không có khí chất của một thằng đàn ông. Tôi vừa mới bị hạ bậc lương, còn cậu là người yêu trong ngành của tôi. Còn mấy triệu bạc, sống cho đáng mặt đàn ông. Thật ra tôi cũng không có được đàn ông cho lắm. Anh mày sắp chết ngộp ở đây rồi đó. Hai đứa định đứng kinh ở đây hoài luôn hả? Ngọc, em đi thăm người bệnh có tâm xíu coi.
biểu lộ xíu cảm xúc đi. Người còn có cảm xúc ở ngoài kia kìa. Để em đi kêu giùm cho. Thôi. Người đó đã thấy nhiều chuyện không nên thấy lắm rồi. Đừng kêu nữa. Nhìn anh cũng khỏe ha. Không sao là được rồi. Em đi đây. Ê, khoan đã. Thật ra mấy ngày này anh buồn lắm. Mẹ lại đây nói chuyện với anh chút xíu thôi. Ngồi đi. Thôi, anh ngồi nói chuyện đi. Để em đi. Để anh đi. Để tôi đi, để tôi đi. Hai đứa làm ơn quan tâm anh xíu được không? Anh bệnh mà. Nếu như anh nằm thay anh ở đây thì tốt rồi. Hồi nãy nó vừa mới nằm chỗ này luôn. Em đi đây, không nói xà với hai anh nữa đâu. Ê, bộ nãy giờ tao nói xàm lắm hả? Ờ. Có bao xàm. Liên thai lên thuyền. Mà hai đứa có chuyện gì vậy? Sao cãi nhau? Tôi nộp đơn ra khỏi ngành rồi. Cái gì? Đơn gì? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu tự quyết định một mình hả? Nói giận cậu là đúng rồi. Tôi xin lỗi. Mà chỉ còn mỗi cách đây thôi. Mà sao nó biết? Lúc tôi nộp báo cáo, Ngọc cũng ở đây. Đuổi theo nó đi, nhanh lên. Đừng để nó đợi nữa. Nó đã đợi cậu cả một cuộc đời rồi. Nhanh lên. Có nhìn thấy cái mà em vừa nhìn thấy không? Hai người đó đang đi tìm nhau đúng không? Chắc họ cãi lộn á. Lỗi tại bạn Quy. Bạn Quy chỉ cần bước thêm vài bước nữa gặp bạn Ngọc rồi mà bạn Quy không chịu. Trong khi bạn Ngọc vẫn đứng đó đợi bạn Quy mở lời là bạn Ngọc mở lòng. Ngọc là một cô gái tốt.
Sai. Em nghĩ rằng bạn Quy biết chính bạn Quy là nguyên nhân khiến cho bạn Ngọc khóc. Quy hiểu là Ngọc đang rất ghét Quy, giận Quy, hận Quy, bực Quy, tức Quy. Cho nên á, thà như mà bây giờ Quy đừng có xuất hiện đi. Quy mà xuất hiện là Ngọc sẽ khóc nhiều hơn. Quy biết như vậy nên là Quy thà thôi, không xuất hiện để Ngọc khóc ít, còn hơn là xuất hiện Ngọc sẽ khóc rất nhiều. Quy rất là sâu sắc. Quy là một người đàn ông tốt. Ngọc sâu hơn Quy. Quy là người có lỗi, Ngọc là người tốt. Quy sâu hơn Ngọc. Quy bao la rộng mở hơn Ngọc. Quy là người tốt. Ngọc rộng mở hơn, bao la hơn Quy. Ngọc tốt hơn Quy. Em nói là Quy tốt. Ngọc sâu hơn Quy, Ngọc tốt hơn Quy. Em nói là Quy tốt hơn. Là em nói hiểu chưa? Quy tốt. Thấy không? Cuối cùng anh cũng công nhận là em nói đúng rồi đó. Bản tin mới nhất về hội nghị cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Yemen. Hội nghị về việc hợp tác kinh tế giữa hai nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đừng có căng thẳng. Hết giờ làm việc rồi. Em chỉ tới thăm anh thôi. Sao em không về nhà đi? Em bất đắc dĩ trở thành người thân của anh rồi đó. Ồ, chừng nào thì anh bị xuất viện vậy? Hay là em cho anh ở đây thêm nữa đi? Ở đây cứ 2 tiếng lại được gặp em một lần. Thích hơn ở nhà. Vậy tại sao anh lại trốn? Anh lên sân thượng đi dạo. Em có lên đó để kiếm anh á. Anh đâu có lên sân thượng này đâu. Anh là đi tới chỗ cần đi nữa chứ gì. Đi chung với người bạn không thân nữa đúng không? Vậy tại sao anh về một mình? Vì mỗi người có một con đường để lựa chọn. Anh em không vui lắm đâu. Em đừng có cào nhau anh nữa. Anh buồn lắm á. Em ăn ngủ anh đi. Anh bị gì mà không vui? Bạn của anh sống chết như thế nào thì anh không biết. Anh thì lo cho bạn của anh, còn người yêu của anh thì đang lo cho anh. Anh thấy có công bằng không? À, em có bao giờ thử nam dương của người bệnh chưa? Làm được không? Làm đây. Em nằm ở đây được rồi. Sao vậy? Tay anh đang bị thương mà. Hình như trong người cũng bị thương nữa. Đâu có làm được gì đâu. Sao không? Anh vừa mới đi tới chỗ cần đi đó.
Còn em là một bác sĩ, nhiệm vụ đầu tiên đó chính là bảo vệ bản thân đầu tiên đó. Em kỳ ghê. Nói gì kỳ vậy? Em buồn ngủ rồi, thôi em ngủ trước nha. À, hôm nay bác sĩ Quang lên chức làm cha rồi đó, là con trai đầu lòng. Vì chắc là đẹp trai giống ba. Anh xin lỗi nha, lúc nào anh cũng để cho em phải lo lắng. Anh. Ừ? Anh hứa với em một chuyện được không? Từ nay về sau, không được xuất hiện trước mặt em với tình trạng này máu me như vậy nữa. Có được không? Anh hứa. Phương. Hay là tụi mình xem phim không? Mình xem ở đây luôn hả? Ừ. Có cái box này là xem được phim lần trước mình chưa xem luôn đó. Phim Cô Ba Sài Gòn. Anh điều khiển từ xa bằng giọng nói được luôn hả? Ừ. Chuyện khó gì mà anh không làm được. Chuyện người yêu nhau hay làm đi. Gì? Thôi đi. Anh đang bị thương đó. Xem phim thì mắc gì bị thương không bị thương. Là mốt rồi. Đồng chí Bảo Huy,
Đồng chí lo cho những người kia đi. Yếu nhân này cứ để cho tôi lo. Không sao đâu. Đội NH1 tham gia tác chiến hợp tác, 21 giờ tối nay có mặt tại sân bay quân đội. Đó. Tôi muốn cậu tham gia lần này. Tôi sẽ tham gia chiến dịch lần này. Ba, anh đã cố gắng về với em, nhưng anh phải bảo vệ tổ quốc. Mà trong tổ quốc của anh có em. Nên trao nước mắt nhưng nó ta không vấp ngã, đến lúc đôi tay rã rời, lòng quặn đau rối bời, mong yêu thương thôi sẽ không xa xôi.